Trong những đặc sản nổi tiếng ở vùng ngập mặn mũi Cà Mau, phải kể đến con ba khía. Cũng giống như loài còng, ba khía có 8 chân, 2 càng, là con vật bò ngang, sống tập trung ở vùng nước lợ ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Ba khía càng gần biển, độ mặn cao, hình dáng càng rắn chắc, đen sạm và toàn thân gần như có lông. Ba khía ở vùng nước lợ màu xám đen, ngả chút màu đỏ, trên thân không có lông. Chúng bò đi ăn mồi, bên bờ sông rạch, kênh mương rất nhanh nhạy, láo lĩnh. Ba khía không có ngày hội như còng dịp Tết Đoan Ngọ, nhưng ba khía xuất hiện nhiều và kéo dài suốt năm khi trời bắt đầu sa mưa. Ba khía thuộc họ nhà cua, nhưng sống chủ yếu ở hai bên bờ rạch hoặc trên những vạt rừng khô có các loại cây như đước, mắm, cóc. Để bắt ba khía, theo những người ở địa phương, họ trang bị bao tay, thùng đựng hoặc giỏ tre và đèn. Bắt ba khía phải lẹ tay, bằng không chúng chạy vào hang hoặc kẹp vào tay rất đau. Từ tháng 4 đến tháng 5 âm lịch, mùa sa mưa đến, cây mắm, cây cóc ra trái, còn ba khía có nguồn thức ăn, có nước ngọt uống, bắt đầu lột vỏ, có trứng. Tháng 7, tháng 8 âm lịch, mùa ba khía đẻ trứng cũng là mùa hội tụ của chúng. Đặc biệt vào những đêm tối trời, ba khía lên khỏi hang. Chúng bám đầy thân cây mắm, cây cóc, bò trên bãi bùn ven bờ rạch. Lúc này con ba khía đặc biệt ngon, thịt chắc, có gạch son. Người sành nghề săn bắt gọi đây là mùa hội ba khía. Thời điểm này người ta không bắt từng con mà quơ hốt từng nhóm 5 đến 7 con. Nếu bảo rằng mỗi món ăn đều có hương vị riêng và mang theo cái hồn của nó, thì ba khía muối quả là một món ẩm thực trứ danh. Thịt ba khía đã ngon, cái nước từ trong tinh cốt con ba khía muối đượm ra hòa lẫn vào gia vị lại càng đặc biệt. Đem chấm rau sống kèm thịt luộc, cá luộc thì khó có nước chấm nào qua nổi. Muối ba khía cũng đòi hỏi lắm công phu. Ba khía bắt về rửa sạch bằng nước mặn trước khi muối. Nước muối không được nhạt hay mặn quá. Nấu sôi để nguội cho tiết cơm nguội vào. Khi hạt cơm nổi lên thì bỏ ba khía vào muối. Để chừng 10 ngày là dùng được. Độ mặn của nước muối quyết định chất lượng của ba khía sau này. Nhạt quá sẽ hư, mặn quá ba khía sẽ rụng càng, đen da, chát thịt, để nước mưa vào sẽ có mùi.
ba khía vẫn giữ màu sắc như lúc còn sống là đạt chất lượng. Những con ba khía cái, yếm đầy trứng, gạch đầy mai mới là ngon. Muốn ăn ba khía muối ngon, lấy ba khía còn lớn, rửa sạch rồi tách, cho vào tô, trộn đều với gia vị, gồm có tỏi, ớt, bột ngọt, đường và nước cốt chanh, trộn đều, để cách ngày là ngon nhất. Nhắc đến ba khía thì người ta sẽ nghĩ ngay đến những món ăn của miền Tây sông nước, đặc biệt là một món ăn đặc trưng của vùng đất mũi Cà Mau. Ngày xưa thì ba khía là một món ăn phổ biến, nhưng mà ngày nay để tìm được mua ba khía thì đó lại là một vấn đề không hề đơn giản. Ba khía thì có thể làm được rất là nhiều món, như là ba khía nấu canh chua, ba khía rang muối. Nhưng mà nhắc đến ba khía thì người ta vẫn nghĩ ngay đến món ba khía muối. Có người thích ăn kiểu giả chiến bằng cách xé ba khía ra ăn với cơm nguội hoặc trái cây như ổi, cóc, xoài. Gỡ gạch trong mai ra ăn để thưởng thức vị ngọt thơm. Một lần ăn ba khía muối thì khó mà quên được vị đậm đà khó tả của món ăn tùy bình dân nhưng thấm đậm tình quê hương. Muối ba khía khá là đơn giản nhưng mà nó cũng cần sự cầu kỳ trong cách thức. Sau khi mà mình đã lựa chọn được những con ba khía ngon, lưu ý là mình nên lựa những con cái. Thì sau khi mang về thì mình sẽ cho muối vào những cái hạt bằng sành sứ. Rồi mình sẽ cho một lượng muối vừa phải. Để biết được lượng muối vừa phải thì mình sẽ dùng một hạt cơm nguội mình bỏ vào. Khi mà hạt cơm đã nổi lên thì chứng tỏ là nước muối đã vừa đủ. Sau đó mình sẽ cho những con ba khía vào và đậy nắp cho thật kín. Lưu ý là các bạn không để cho nước rơi vào vì như vậy nó sẽ làm cho món ba khía của mình bị hư. Ba khía thì mình muối khoảng 20 ngày là mình có thể dùng được. Các bạn nên để đúng ngày thì món ăn nó sẽ được ngon hơn. Không được dùng sớm thì nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Ba khía sau khi muối xong thì mình sẽ tách mai và mình sẽ xé nhỏ ba khía ra, rồi mình sẽ cho một ít tỏi ớt băm nhuyễn mình trộn vào và một ít chanh, cùng với đó là một ít thơm thì nó sẽ làm món ăn sẽ dịu và hài hòa hơn. Thì mà ăn ba khía thì mình sẽ ăn kèm với lại rau sống, với bún hoặc có thể là với cơm đều rất là ngon. Cái loại rau ăn kèm với ba khía thì rất là dân dã, như là chuối xanh, khế hoặc là một số loại rau thơm thông dụng như là rau răm hoặc là những cái rau mùi thơm khác.
Từ lâu, mắm Bà Khía là món ăn bình dân khoái khẩu đối với nhiều người. Trên thực tế, dù Bà Khía nhỏ con hơn so với Cù Biển, nhưng lợi thế của Bà Khía là giá rẻ hơn 1/3 đến 1/4. Thịt lại ngon ngọt, chắc dẻ hơn Cù Biển. Ngày nay, nhiều nhà hàng, quán ăn đã biến tấu con Bà Khía thành nhiều món theo những cách riêng như Bà Khía rang me, rang mỡ hành, Bà Khía luộc, Bà Khía nấu chao. Nhưng chưa có thứ hương vị nào đi vào lòng người và rất đổi thân quen với người dân miệt vườn như món Bà Khía muối. Chính mùi thơm đặc trưng cùng cái chất mặn mặn và beo béo của gạch Bà Khía thấm vào đầu lưỡi đã tạo nên một cảm giác thú vị khó tả, khó quên trong lòng mỗi người. Lưu ý khi làm Bà Khía muối. Bà Khía rửa sạch, để ráo nước rồi đổ vào ngâm nước muối vài giờ. Thử độ mặn bằng cách thả cơm nguội vào nước muối, hộp cơm nguội nổi lên là được. Kế đến, vớt Bà Khía ra để riêng một chỗ. Lấy phần nước muối vừa ngâm Bà Khía thêm chút đường, nấu sôi. Trong khi đó, bỏ Bà Khía vào khạp, trộn thêm tỏi, ớt, rồi đổ nước muối đã nấu chín để nguội vào khạp. Để yên, không động đậy gì. Lưu ý, độ mặn của nước muối quyết định chất lượng của Bà Khía sau này. Nhạt quá sẽ hư, mặn quá Bà Khía sẽ rụng càng, đen da, chát thịt. Để nước mưa vào sẽ có mùi.